I want to look for a good job. I should have to study more. Bởi vì tôi muốn tìm kiếm, search for, tìm kiếm một cái công việc excellent occupation. Excellent, excellent này phù hợp không? Một cái công việc xuất sắc hả? Alo. Alo, alo. Dạ. Excellent này nó có phù hợp không? Cái nè, kiểm tra lại cái từ excellent này. Một công việc tốt. Excellent. Excellent. Là đâu phù hợp đâu. Excellent, một dịch vụ tuyệt vời. Từ này nó chỉ thích hợp dùng cho văn viết thôi. Đây là văn nói chứ. Hôm nay tôi dùng cái này, từ này nè. Công việc tốt, mình có thể nói là một cái công việc như thế nào đây? Ví dụ như mình có thể nói là công việc lương cao chẳng hạn. Đúng không? Công việc lương cao. Hoặc là mình có thể nói là gì? Công việc tốt, ta có thể dùng cái từ là gì? Decent. Đó. Từ này nè. Đây là một cái công việc tốt nè, thấy chưa? Đó là a decent job nè, thấy không? Occupation thì nó bằng ha. Occupation, I had better learn more. Ok, ở đây thầy sẽ chỉ em một cách nữa nè. Ví dụ như mình nói là mình sẽ đưa cái này nằm ở giữa câu đi ha. Thì ta sẽ có một số cái phần ngữ pháp khác nè. Ta sẽ sử dụng cho owing to the fact that, ta có là owing to the fact that, thì ta thấy nó bằng với cái này đúng không? Đúng chưa, này học rồi đúng không? Nó bằng với due to the fact that. Ok, ở đây thầy sẽ chỉ thêm em cái nữa ha. Này given that thầy chỉ em chưa? Given that được chưa? Ở đây thường cái given that này chúng ta sẽ dùng ở giữa câu, dùng đầu câu cũng được, nhưng mà dùng giữa câu nó sẽ hay hơn. Đây nha, thường dùng giữa câu. Đúng không? Đầu câu cũng được nha. Ở đây là nói là không có bắt buộc là phải dùng giữa câu. Ok không? Dùng giữa câu thì nhìn nó sẽ như người bản xứ, được chưa? Mình có thể nói là gì? Tôi cần phải học nhiều hơn. I need to learn more, đúng không? Given that, I wish to seek a well paid job. Đó, thấy chưa? Ok không? Rõ chỗ này chưa? Rồi câu tiếp theo, study hard because he want, ở đây này thiếu cái chữ S. He want to pass IELTS test. Bởi vì gì? Mong muốn là. Ok, cái từ này. Nhưng mà cái từ này chúng ta chưa có nâng cấp nè. Ví dụ như ta có là gì? Test. Xem mình có thể thay bằng gì? Thành công đúng không? In the IELTS exam. Đó, mình có thể nó dài hơn tí. Cái này em dùng by virtue of. Mình có thể dùng cái từ khác cho cái từ because. Mình có thể chuyển về because of, đúng không? Because of thì nó sẽ bằng với gì? By virtue of. Nhưng mà phải dùng cho danh từ đúng không? Virtue of. Hoặc là mình có thể dùng cái này on account nè. On account of nè. Cái này thầy chưa dạy mà đúng không? Chưa. Rồi ta có cái từ on account nè. Ta có cái từ on account nè. On account of nè. Nè thấy chưa? On account of nè. C1 nha. Đánh lại, đánh dấu cho thầy nha. Thấy không? On account of somebody or something. Thấy chưa? Bằng như because of somebody something. Đúng không? Hiểu không? Cô ấy về hưu sớm do cái sức khỏe
do sức khỏe của cô ấy yếu. Còn cái mặt nạ này, the mask is an area, là một cái lĩnh vực quan tâm đến cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học do cái gì đó. Đây có nhiều cách để chúng ta diễn đạt chữ because, nên cho due to the result on account of. Đó là count up, cái này nó ở đây nó là C1 ha. Nhưng mà bên đây mình dùng bên đây là C2 thì mình cứ dùng C1 C2 là ok rồi. Nhưng mà cái này ra thi đại học nhiều lắm nè nha. Phổ thông nè, trung học phổ thông nó sẽ ra cái này nè. Để nó màu đỏ đi cho dễ nhìn. Mình có thể đầu câu là gì? On account of wishing to see in the IELTS exam đó. Thì gì? Thì lên diligently, diligently là chăm chỉ đó. Ok. Tiếp tục. He spent time. He dedicated his time to studying English since. Anh tin rằng đây cái từ has no doubt. Cái từ này has no doubt này dùng cho văn nói nha. Bởi vì tin rằng là sao? Tin rằng ta có là gì? Think hoặc là gì? Find là nở. Suy nghĩ là gì? Consider đó. It will assist him seeking a profession. Cái từ này không đúng ha. Profession này nó là một ngành nghề, ngành tìm kiếm một cái công việc, thì cái từ này không đi với từ này không đúng. Tìm kiếm được một cái công việc gì? Một cái công việc dễ dàng đúng không? A good job thì mình có thể nói nhớ nguyên cụm luôn cho thầy. A well paid job. Hoặc là đã thì nói là gì? Decent job. Một cái công việc lương cao, một cái công việc mà hài lòng á, hài lòng thì nó sẽ thêm nhiều yếu tố đó. Without difficulty, ở đây ta có cái từ đó là easily đúng không? Easily nó là chặn từ. Ngoài cái từ này ra ta còn có những cái từ nào nữa? Effortlessly, effortlessly, gặp từ này bao giờ chưa? Without difficulty của em đúng rồi đó, dễ dàng đúng chưa? Studying English, dedicate, ok, look for, ta có là seek, ok, vậy là được rồi. Tiếp tục câu 14. He tries to save a lot of money because he wants to buy a house for his parents. Anh ấy cố gắng tiết kiệm nhiều tiền bởi vì anh ấy muốn mua nhà cho mẹ, ba mẹ của anh ấy. He attempts to economize on a trade of money by virtue design to buy to purchase house for his parents. Cái từ parents ở đây mình có thể thay bằng gì đây? Tài father and mother đúng không? Ok. He needs to go to school early. Go to school có nghĩa là đi học đó. Must get up so early. Maybe they need to go to center of learning. Cái này không đúng ha. Need to go to school là sai sai rồi. He has to wake up. Get up. Wake up nó là tỉnh dậy. Get up nó là đứng dậy rồi, ra khỏi giường rồi. Wake up là mới tỉnh thôi. Chỗ này thì chúng ta sẽ thay nó bằng gì đây? Wake up chúng ta giữ lại đi. Rồi, đi học ta có cái từ nào? Attend school. Chưa, này gặp này bao giờ chưa? Attend classes chẳng hạn. Nó đi học là ta có cái từ mà nó trong văn nói ta hay nói là go to school đúng không? Ta có thể thay bằng gì? Attend school hoặc là gì? Attend classes. Nó đi học. Rồi ta nói là gì?
must must à, ta sẽ cộng cho V đúng không, là cần phải làm gì đó, nó sẽ bằng với gì đấy, have hoặc là gì, has to V đúng không, hoặc là need to đúng không, need to là V luôn. Ta chỉ em một cái cấu trúc này nè, em dùng cái cấu trúc là there is a need for somebody to V, được không? Đằng trước này ta là chủ ngữ ha, em xài cái cấu trúc này bao giờ chưa? Đây cấu trúc nâng cao nè, ví dụ như câu này thầy sẽ viết lại như thế này, như vậy thầy sẽ được tính là thầy sử dụng được cái ngữ pháp là chủ ngữ giả ha. On account of anh ấy cần phải bởi vì cái này thì dùng là since đi, since there is a great need for him to attend school early. Bởi vì anh ấy cần phải đi học sớm cho nên anh thấy sao? He needs to wake up early. Vậy mình hiểu nha, cái từ wake up á, tại wake up á là mình mới tỉnh dậy thôi, mình mới mở mắt thôi, mình chưa ra khỏi giường. Còn get up là mình đã dậy rồi, mình đã thức dậy rồi nhưng mà mình đã ra khỏi giường rồi, lưu ý nha. Hiểu không? Dùng đúng nha, cho này trong cái văn hóa của người Anh người ta dùng như vậy. Ok, câu 16. Tôi quen với việc là luyện tập kỹ năng trên internet bởi vì nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi quen với việc luyện cái kỹ năng nghe trực tuyến bởi vì nó có thể giúp cho tôi. Give me an assistant gì sao mà nó nhằn nhịt vậy? Ở chỗ này chúng ta có thể nói đơn giản thôi, it can thì có thể giữ lại. Chỗ này nó có thể giúp cho tôi thì mình có thể nói sao đây? It can gì? Assist me to gì? Đó, assist me to là được rồi. Ở đây đi học gì ta có một cấu trúc là gì đây? Cái cấu trúc mà chúng ta học tiếng Anh á, ai cũng biết đó là gì thì cái này đúng không? V nè. Giúp đỡ ai đó làm gì? Somebody to V đúng không? Có to hoặc không cũng được đúng không? Thì em có thể dùng hai từ, một là em dùng assist somebody to V. Rồi tiếp tục ta sẽ có cái từ nào nữa? Cái từ này chắc em chưa gặp bao giờ ha. Somebody to V có nghĩa là giúp đỡ ai đó làm gì, ta có nè. Đây ta có biết, ta có cái từ aid. Rồi ta nhìn cái từ này nha, ở đây nó có cả collocation luôn, quan hệ quốc tế hả? Nhưng mà quên, cái này nó là động từ mới đúng. Rồi giúp đỡ ai đó làm gì, aid somebody, thấy chưa nè, thấy không? Giúp đỡ ai đó làm gì? Em có xài từ điển này không? Bây giờ ta lưu tài. Dạ không. Em dùng từ điển này cho thầy. Em học IELTS là phải dùng Advanced Learner Dictionary, từ điển dành cho những người học tiếng Anh ở trình độ nâng cao. Từ IELTS 6 chấm cho nên phải xài từ điển này. Em mới dùng từ vựng nó mới đúng được. Nè, họ bị buộc tội vì đã giúp đỡ anh ấy, thấy chưa? They were skilled at aiding him to escape. Thấy không? Ok chưa? Ta phải biết nhiều từ, ví dụ như trong cái bài essay á, viết lại từ này mà viết là lần thứ ba là bị lặp từ nha. Bởi vì rồi không biết tắt trong IELTS nha. Đi thi không biết tắt nha em. Biết tắt thì trừ điểm nặng lắm. Tôi muốn phụ thuộc strongly. Like much, phụ thuộc nhiều vào bố mẹ. Rồi bởi vì câu này cũng khá khó ha. Chính quyền Việt Nam, chính quyền Việt Nam, đây là bộ rồi đâu phải chính quyền Việt Nam, ta có từ nào đấy? Cứu bên mình ta thay bằng gì? Authority đóng một vai trò quan trọng, play an important part. Important thì ta đã giữ lại cái từ này làm cái gì? Ta dùng cái từ quan trọng, ta dùng cái từ là gì? Integral nè. Integral part in getting trong việc cái cải thiện cái hệ thống giáo dục,
cải thiện hệ thống giáo dục in be, get get in better này đâu được, này cái liên văn đề này nó phần nói rồi. Cải thiện ta có thể dùng cái từ nào? Improve ta có những cái từ nào? Ta có những cái từ đó là enhance. Enhance có nghĩa là cải thiện đó, em gặp từ nào bao giờ chưa? Chưa. Test concentrate principally on theories. Mà dường như là rất là lỗi thời, that seem to be, that sound, sound to be, nghe có nghe cái này nó bị khác nghĩa rồi. Ta phải dùng cái từ khác là appear, dường như là gì nè, appear to be pointless. Vậy cái kiến thức cái dường như nó là gì, không cần thiết cho một cái xã hội hiện đại. Ở chỗ này còn sai, cộng đồng hiện đại sai rồi. Em có cái bộ từ vựng 250 từ synonym mà thầy viết chưa, thầy gửi cho. Chưa. Trong một cái xã hội hiện đại là xã hội hiện đại là có phải là xã hội văn minh không? In a civilized, từ này C2 luôn nha. Society. Đó, để xuất trend our method of teaching. Là nên thay đổi cái phương pháp giảng dạy những chỗ này không better fail, giữ lại gì cũng như không. Ta phải thay làm gì? Outdated gì? Teaching method, những cái phương pháp giảng dạy lỗi thời. Được chưa? Ở đây ta có những cái từ mà em cần phải học nè. Ta có chính quyền là gì? Government. Nó danh từ ta sẽ thay bằng gì? Authority. Được chưa? Này là chính quyền. Rồi ta có play an important role hoặc là crucial gì đó. Role thì nó sẽ bằng cái từ gì? Play an integral part in something, doing something. Đó. Đóng vai trò quan trọng trong việc, trong cái gì hoặc là làm gì. Rồi đó có là gì? Improve something thì chúng ta có thể thay bằng gì đây? Chúng ta có thể thay bằng là enhance. Enhance something, đúng chưa? Ở đây thầy sẽ chỉ em cho một cái từ nữa ra nè. Rồi em thấy cái từ better không tài? Better nó là động từ nha. Nếu mà động từ nó sẽ mang nghĩa là improve. Improve. Ồ nên nó ra chèn từ rồi, không phải. Rồi ta thấy cái từ better something nè, thấy chưa? Better hoặc do something better than somebody, này là giỏi hơn ai cái gì rồi. Nè, cải thiện cái gì nè. Thấy không? Improve. Improve your social. Đó, cải thiện. Và chúng ta kết hợp thêm cái Cambridge nữa nha. Chúng ta qua thêm cái Cambridge nữa. Khi mà cái từ đó chúng ta không chắc thì chúng ta sẽ kết hợp thêm Cambridge, chúng ta tra song song. Trang từ tính từ ở better ta có là cải thiện, thấy chưa? Better improve a situation, thấy chưa? Better yourself cần là cải thiện cái vị trí mình, cải thiện gì ta có thể nói là cải thiện cái tình hình đó. Ở đây thì chúng ta có thể dùng cái từ là better được hai trong những ngữ cảnh này rồi. Các tổ chức giáo dục, cả hệ thống giáo dục hả? Cái này cả toàn bộ hệ thống giáo dục mà, hệ thống giáo dục em giữ em thay cái từ này là bị khác nghĩa rồi. Hệ thống giáo dục nghĩa là từ system chứ, từ này không thay được. Cái từ này là từ học thuật rồi nha ta. Nó có là gì? Educational system á, nó là gì? Hệ thống giáo dục. Hệ thống giáo dục là nó bao gồm những cái hình thức đào tạo rồi chương trình giảng dạy rồi đó. Ok, concentrate thay đúng rồi nè. Ví dụ như là ta có cái từ là focus on something hoặc là doing something đúng không? Tập trung vào, chú trọng vào đúng không? Concentrate on something hoặc là doing something. Đây thầy sẽ chỉ cho một từ này ăn điểm nè. Put a strong focus something doing something. Đó, có nghĩa là chú trọng nhiều vào cái gì. Hiểu không? Rồi, ta có là gì? Thì ta sẽ thay được những cái từ đó. Đây là những từ cơ bản ở bên đây thì ta sẽ thay. Đó là collocation. Rồi ta có cái từ đó là gì? Ta có là seem. Seem nó là động từ, có nghĩa là dường như, ta có sẽ là gì? Dường như thế nào đó? Appear nó sẽ to be. Appear ở đây nó không mang nghĩa là xuất hiện nha tài. Rồi tiếp tục trong bài ta có cái từ đó là unnecessary, là không cần thiết. Unnecessary.
hoặc là tính từ, thì ta có thể thay được những từ như sau. Từ đầu tiên em dùng là pointless đúng không? Từ này C1, C2 giờ đó là dùng useless nè, inessential nè, nghĩa là không cần thiết, rất là vô ích á, vô ích, vô dụng. Rồi để suốt này, cái phương pháp, cái một cái xã hội hiện đại là chúng ta hay gặp cái này nè, in a very modern society, cái này nguyên cụm luôn ha. Trong một cái xã hội rất là hiện đại thì em có thể dùng cái này, in a civilized society, trong một xã hiện đại văn minh. Ví dụ như ta có cái từ đó là civilized, cái này là văn minh hiện đại nha, thấy chưa? Nè, một tại đó, một xã hội mà tại đó cái văn hóa rất là phát triển và lối sống rất là phát triển ha. Simulai từ này C2 lần nha, từ này tra cấp độ từ vựng ở trong này nó chưa có liệt kê một xã hội hiện đại. Rồi suit chain, nó có cái phương pháp giảng dạy old đi, nó có là old có nghĩa là cũ, lỗi thời đó, nên mình có thể thay bằng gì đấy, outdated hoặc là gì, out of date hoặc là gì, obsolete. Out of date nó có dấu gạch nối nhưng mà thật ra nó là tính từ nha Tài. Obsolete này có nghĩa là gì đây, lỗi thời, lạc hậu. Trong bài là thầy Paraphrase là gì đây, method of way of teaching, way of teaching là cách giảng dạy, thì chúng ta có thể thay bằng là gì đây, teaching gì, method này, teaching method là gì, methods of teaching. Đó, các phương pháp giảng dạy. Ok ha. Đây là những từ vựng mà em cần phải lưu ý nè. Rồi, chính quyền Việt Nam Authority should dedicate more time upgrading textbook rapidly. Sometimes the book are being... Một số sách đang được gì? Đang được... một số loại sách đang được giảng dạy. Taught ở đây nó taught something. Đang được sử dụng. Cái đề này hơi không ổn. Đang được sử dụng thì mới được. Từ này không phù hợp. Đang được sử dụng. Ở đây đang được sử dụng thì mình có thể nói là gì? Sử dụng ta có từ nào, utilize là gì, đang được sử dụng ta là put into use tại cái cơ sở trên toàn quốc, or throughout the country, trên toàn quốc, dường như đó là lỗi thời sim, outdated này ghi sai chính tả nè. Outdated. Ta có là mình lưu ý một cái là khi mà chúng ta dùng cái này chúng ta cần phải lưu ý nè. Có là use something thì nó sẽ bằng mấy cái gì đấy, utilize something hay là put something into use, nghĩa là sử dụng cái gì. Ok ha. Across the nation em có thể dùng từ khác cũng được, across the nation có nghĩa này là đóng cái trò là một cụm từ ha. Chúng ta có thể dùng là nationwide, giống như worldwide là trên thế giới đó, đúng không? Trên toàn quốc. Những cái từ thầy đưa ở đây là em cố gắng em chịu khó là giữ lại và coi lại mà chép lại hay là gì đó, coi lại những cái từ này để chúng ta áp dụng để chúng ta viết essay. Rồi bởi vì Michael Jackson có thể nhảy một cách chuyên nghiệp nên mọi người trên toàn thế giới có lời yêu quý đến ấy, because Kobe will dance skillfully people around the world, đúng rồi. Actually appreciate him. Ví dụ như là trong đây ta có cái từ, một cái từ đó là around all over the world, đúng không? Chúng ta có thể dùng cái từ là giống như em dùng cái từ là around the world thì cái này cũng được. Hoặc là mình có thể dùng cái từ gì?
worldwide ngon, hoặc là gì globally được chưa, or capable of. Can dance. Ok, như vậy là mình xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ là viết cho cái phần mở bài.